đây là hẻm 28 Trần Bình Trọng. Hẻm này buổi chiều có bán bột chiên và mình sẽ đi từng nhà mình xem nhà số 50, 51 là bên nào đấy. Chị phải không chị? Lâu rồi không thấy đen rồi nha. Bữa giờ bận quá, không đi vô đây ăn trưa luôn. Đây bữa nào vô ăn? Dạ. Bữa giờ cũng nguội rồi, chắc bữa nào quay lại. Dạ. Dạ. Rồi vừa qua về rồi. Nhà con hẻm này đi ra đường Nguyễn Biểu nè. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Tiếp nối hành trình ở khu vực đường Trần Bình Trọng ngày hôm nay, mời bà con mình cùng đi một vòng con hẻm ở đường Trần Bình Trọng. Chúng ta đang có mặt ở đây là đường Trần Bình Trọng, thẳng theo hướng camera đó là chúng ta sẽ đi về nhà thờ Chợ Quán, đường Trần Hưng Đạo, đường Nguyễn Trãi, rồi Thành Thái, rồi trường dạy tiếng Hoa ngày xưa đó, và trường Bác Ái đó. Và chúng ta đang đứng đây là giao lộ Cao Đạt và Trần Bình Trọng. Thẳng hướng này mình sẽ đi về cuối đường Cao Đạt, nơi đó có chung cư Phúc Thịnh và những con hẻm 144, 146 thông ra bến Hàm Tử. Và chúng ta sẽ đi theo hướng này, hướng Trần Bình Trọng, đi ra bến Hàm Tử. Và chúng ta sẽ đi đến con hẻm 28 để mình cùng khám phá trong hẻm 28 đó có gì ha. Bây giờ mình qua đường nha. Thì đáng lẽ cái video này sẽ nối tiếp với cái video hẻm 70 ở đường Trần Bình Trọng, nhưng mà do hôm bữa do thời tiết, do mưa nên thành ra bị gián đoạn. Và đây là con đường Cao Đạt nè, cuối đường là chung cư Phúc Thịnh đó. Và ở đó có đình, cái đình Quảng Hòa. Và khu vực này có cái bánh mì Bạch Hổ, bên kia đường nè, rất là nổi tiếng. Và chỉ bán buổi chiều với buổi sáng thôi, buổi trưa thì nghỉ. Thôi chủ này mua ve chai đây rất là lâu rồi nè. Và bên đường chúng ta có cái nhà rất là xưa. Cái nhà ngay góc đường Cao Đạt và Trần Bình Trọng nè, ta thấy có cái mái ngói. Nhà này chắc phải 3-40 năm hơn. Và thẳng đường Cao Đạt này chúng ta sẽ đi về Nguyễn Biểu, cầu Chư Y. Thì đối với đường Trần Bình Trọng thì chúng ta cũng đi rất là nhiều lần rồi, nhưng mà những con hẻm này thì chắc là lần đầu tiên của chú anh chị mình cũng xem. Đây là hủ tiếu mì Chú Cao này, cũng rất là nổi tiếng ở đây, bán sáng cho tới tối luôn. Bên tay phải mình đó là hẻm 57. Hẻm 57, mấy hẻm này thì hẻm cùng thôi. Mình nhìn thấy những hình ảnh của Sài Gòn vẫn như ngày xưa, cũng có những cái mái nhà xưa và có những nhà xây mới. Và đây là số 42 rồi nè, số 40 và hẻm số 28 là bên tay trái, và hẻm đó sẽ thông ra chợ nhỏ Cao Đạt luôn. Và chúng ta sẽ xíu nữa mình sẽ đi lọc vòng vô chợ nha. Sẵn gửi là hỏi thăm của dì Xuân luôn, gửi đến cô dì Hoa bán bún ở chợ. Bên trái là số 32. Và đây là hẻm 33, đối diện hẻm 28.
hẻm 33 là hẻm cùng. Rồi chúng ta sẽ qua đường nha. Đây là hẻm 28 Trần Bình Trọng. Hẻm này buổi chiều có bán bột chiên, và mình sẽ đi từng nhà mình xem nhà số 50, 51 là bên nào đấy. Sài Gòn bây giờ là 1 giờ chiều, nghỉ trưa mát mẻ, cùng bà con mình đi dạo. Bên trái là 15 28 15, và có lẽ hẻm này rất là nhiều nhà mới, ngày xưa thì nhà gác gỗ nhiều lắm. Bên trái là 50, bên trái 50, bên phải là 19. Chú, nhà chú đây hả? Giờ dọn ra bán hả chú? Dạ. Cái này là máy quay phim. Nhà. Ở chú dọn ra mình hả? Như thanh niên nha. Đây là những hẻm này, đi ra đường Cao Đạt luôn nè. Hẻm này thông ra Cao Đạt luôn. Khu này hẻm bàn cờ không hả? Đó, nhà số 45 bên trái nè. À, 48 49 50 50 51 nè. Anh mình nhìn lại căn nhà này. Hồi xưa thì đa phần là những nhà nó giống như thế này thôi. Bây giờ thì sang chủ thì có thể xây mới, nhưng mà kiến trúc này là hồi xưa nè. Cái nền được nâng lên rất là cao, mình có thể đứng đụng đầu luôn cái trần nhà luôn á. Nhà này cũng rất là lớn. Có ông là giặt đồ, phơi đồ. Có lẽ cô chú anh chị sẽ rất là buồn ngùi nhìn lại căn nhà của chúng ta, căn nhà thời xưa và vẫn giữ nguyên hình ảnh của ngày nay luôn, không thay đổi gì cả, mặc dù những nhà kế bên đã xây mới lên hết rồi. Rồi một số hình ảnh về căn nhà thân thương gửi đến cô chú anh chị. Nếu chúng ta ở xa, mình có dịp nhìn về căn nhà của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chợ ha. Nhà nhìn chung thì ít người ở, có ông ở trên lầu thôi. Ông lụi củi một mình lên xuống. Và hẻm này là hẻm 197 Cao Đạt, thông ra đường Cao Đạt và chung cư nhà trái. Và chùa Thiện Mỹ nằm theo hướng này. Bây giờ chợ cũng nghỉ rồi, buổi trưa. Thẳng hướng này chúng ta sẽ đi vô chung cư nè. Chung cư nhà trái Bến Hàm Tử. Và thẳng này chúng mình sẽ ra đường Nguyễn Biểu. Lâu quá mình không có vô chợ Cao Đạt.
Rồi chúng ta sẽ đi ra hướng hướng chùa Thiện Mỹ nha. Chị, khỏe không chị? À, bữa giờ bận quá không đi vô đây ăn trưa luôn. Để bữa nào vô ăn. Dạ. À, bữa giờ cũng nguội rồi chắc bữa nào quay lại. Dạ. 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 Bữa nào hôm qua. Ồ, ở đây nhà xây mới nè. À, nhà kế bên chùa Thiện Mỹ nè. Ồ. Rồi gì qua về rồi. À, những con hẻm này đi ra đường Nguyễn Biểu nè. Định kiếm cô qua để gửi lỡ thăm cho dì Xuân mà cô qua đi về rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ vòng qua cái hẻm này ha. Hẻm này thông ra Cao Đàn, đi trong cái hẻm này cũng đến hẻm 28 luôn đó. Hẻm này là hẻm này phần số là hẻm 197/8. Sẵn đi một vòng để bà con mình cùng xem trong cái xóm này, biết đâu cho những hình ảnh này là lại gặp người thân. À, hẻm này cũng thông vô cái hẻm số 28 luôn nè. À, giống như mình đang đi trở lại vậy đó. Ở đây đa phần là nhà mới á. À, mình nhìn thấy những cái nhà mà có cái gác cây là nhà cũ đó, nhà của ngày xưa đó. À, đây có những nhà xây mới nữa. Đây có hai mấy căn ngay gốc này mới bán xong rồi nè, mà họ đã xây mới lên lại. Những căn này bán 3-4 tỷ á, giờ xây lên nhà kiên cố này chắc bán phải 5-6 tỷ, 6-7 tỷ. Đó, bên đây cũng căn mới nữa nè. Ở đây căn mới luôn. Một, hai, ba lầu. Ba lầu một sân thượng. Và cái đường này sẽ thông ra đường Trần Bình Trọng luôn. Đây là hẻm số 34. Rồi chúng ta đi ra ngoài đường Cao Đạt nha. À, một số hình ảnh trong cái hẻm 28 và đi
vòng vòng qua chợ Cao Đạt, trong xóm hẻm chợ Cao Đạt để bà con cô bác. Hy vọng trong những hình ảnh này các anh chị lại mang gặp những cái kỷ niệm của chúng ta. Hiện là một số ký ức về ngày xưa khi mà các anh chị và bạn còn ở khu vực này, và ngày nay mình có dịp nhìn lại. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Nếu cô chú anh chị có xem video này cho em xin viết comment nha, để biết là các anh chị vẫn theo dõi và có thắc mắc, vui lòng comment để em có thể quay lại, hoặc là có để chia sẻ cùng bà con những thông tin. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đây là giao lộ Cao Đạt và Trần Bình Trọng nè. Và đầu hẻm đằng kia có cái hủ tiếu chuyên ký. Rồi tạm biệt bà con nha.